Năm 2023, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng gần 30% so với năm 2022. Nhằm hỗ trợ người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hưng Yên thực hiện các giải pháp để ổn định thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trên 13.000 người, tăng 3.000 người so với năm 2022. Trung tâm đã thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 13.000 trường hợp, với tổng số tiền trên 210 tỷ đồng. Ngoài việc tạo điều kiện cho người lao động hưởng tiền trợ cấp theo quy định để duy trì cuộc sống trong lúc bị mất việc làm, trong năm, Trung tâm đã tổ chức 45 phiên giao dịch việc làm, thu hút gần 600 doanh nghiệp tham gia tìm nguồn lao động, tư vấn giới thiệu việc làm cho 39.000 người, tăng gần 15% so với năm 2022, tư vấn cho trên 1.300 người học nghề, chuyển đổi môi trường làm việc phù hợp. Hiện nay, ngoài tư vấn trực tiếp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đang đẩy mạnh cung cấp thông tin thị trường lao động qua hình thức gián tiếp và trực tuyến, giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động.